Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Slenderman đây. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách được mang tên đó là thử thách một ngày sống trong bàn tay. Ok, một cái thử thách rất là hấp dẫn nha các bạn. Và trước khi coi video thì các bạn hãy nhớ comment ở dưới đó là hashtag nút like vàng, để cho cái nút like vàng nó mau về. Thì hiện tại là mình chưa có nhận được cái thông báo là mình nhận được cái nút vàng nữa các bạn. Phải đợi cũng khá là lâu á nó mới thông báo cho mình. Cho nên là chúng ta phải cố gắng là comment hashtag nút like vàng đi. Và nếu các bạn thích video của mình, tại sao các bạn lại không dừng video lại, like một cái để cho mình biết các bạn trên fan trang chính của mình. Và đừng quên là đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ các bạn. Và hãy nhớ là xem hết video xem hơn cao bấm một cái ủng hộ mình. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thử thách luôn thôi. Let's go. Mệt quá. Chắc chết quá các bạn ơi. Xin chào các bạn. Mình là Slenderman đây. Hiện tại là mình đang chèo thuyền đi tới cái dùng cái gọi là cái bàn tay các bạn. Ở đây là một cái khu nè, cái bàn tay á. Đó, mình không thể nào cho các bạn coi hết được, tại vì cái bàn tay nó quá lớn, mình không, cái máy của mình không thể loát được, cho nên bắt buộc mình không thể nào cho bạn coi được. Ôi, xuống thôi, lấy lại cái thuyền. Trả tao cái thuyền. Trả tao cái thuyền. Không, ok, trả rồi. Bây giờ á thì mình đã có tạo ra một con, mình có lấy một con sói nè để mà làm bạn đồng hành với mình. Lên cái vùng đất này cũng nguy hiểm lắm, cho nên là tạo mấy con sói ở đây. Ủa, ở đây thú quá trời vậy. Giết con bò đi. Giết nó. Cắn đi để mình lấy thịt. Mày mới vô là chúng ta phải sống là phải như thế này. Lần này mình sẽ sống theo cái kiểu là mình đi khám phá hay hơi nhiều hơn là cái kiểu mình sinh tồn. Đấy, và chủ yếu là đi khám phá thôi. Mày, để mình lấy ít thịt cái đã, để lát đói. Nó đến. Sao cái con này chạy nè. Cắn đó. Ok. Rồi, cắn đó. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi dẫn con sói này đi theo mình. Ok, lên đường thôi em. Bây giờ thì mình sẽ kiếm chỗ nào có cây đó mình chặt. Mình chưa làm được cái gì hết mà đã trời tối rồi. Chết rồi, trời tối ở đây nghe nói rất nguy hiểm. Nhưng mà mình ở đây chủ yếu mình khám phá thôi, chứ chắc mình cũng chẳng có cần phải sinh tồn gì đâu. Ủa nhưng mà mình phải sống mình mới khám phá được chứ. Ok. Ủa, con cù này màu đen hả? Con cù này đâu có hiếm đâu. Con cù này mình thấy hoài. Quan trọng là con cù màu hồng kìa. Mình rất thích con cù màu hồng nhưng mà ít khi mình gặp lắm các bạn. Bây giờ trời nó bắt đầu tối rồi. Hồi nãy mình lấy được một cục than nè, mình đào á. Đó, mình được một cục than, kệ nó. Có đuốc cũng còn đỡ hơn là không có. Rồi, ok, bây giờ thì... Ui, chết rồi. Trời tối rồi các bạn ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Có phải là mình sẽ phải leo qua bên cái vách núi bên kia. Ở đây thú sao nó nhiều vậy ta? Sao tụi này nó sống ở trên đây nhiều hết? Cái bàn tay này sao nó lạ vậy? Ok, bây giờ thì mình sẽ đi xung quanh coi như thế nào. Có đuốc rồi, từ thôi, cho nó chắc ăn. Con sói của mình đâu rồi? Ok, sói mình nó vẫn đi theo. Không sao, sói này nó không có đi lạc đâu, các bạn yên tâm. Cho nên là các bạn nằm thuần phục được sói á thì các bạn cứ yên tâm, con sói nó không có bị lạc đâu. Ui, chỗ này nó khó lên quá. Cố lên. Rồi, cắm đuốc lên cho nó sáng một tí. Chúng ta đã lên tới đỉnh rồi. Bây giờ thì mình sẽ đứng đây quan sát coi. Ui, dưới kia tối thui luôn các bạn. Không thấy một cái gì luôn. Wow, skeleton nó xuất hiện rồi. Skeleton nó... Ê, mình chưa có rương kìa. Giờ sao lấy đây? Skeleton nó xuất hiện rồi, giờ mình sao đây ta? Thôi, ok, nó không có thấy mình. Oh yeah, ở đây có cái rương nè. Ui, nó thấy mình rồi. Chết rồi, từ. Mày nè, cắn nó cho sói. Cắn nó. Sói rồi, có sói của mình đâu rồi? Mày nè, no, đúng rồi, cắn nó đi, con sói này, what the hell, con sói nó ngu kìa. Sói mày ngu vậy sói. Cắn nó đi. Rồi, ok. Wow, ôi, rớt cây cung hay gì kìa. Đi nó rớt cây cung, oh yeah, nó rớt cây cung cho mình mà không có đâu mũi tên. Vãi thật. Rồi, ok, mình lên, mình lấy cái rương này coi, có gì. Mình lên. À. Wow, ở đây có cung nè, có mũi tên nè, có cái cây gậy gì nữa đây. Ui, có cái cây gậy gì nữa nè, cầm cây gậy này luôn. Rồi, lấy than nữa, mình có than rồi, ok, vậy mà mình... Thì mình sẽ làm một cái đuốc tiếp. Mình sẽ làm đuốc tiếp. Bộp. Ok, có đuốc rồi. Đi sói đi. Mình sẽ đi khám phá tiếp tục nha các bạn. Ui, con zombie kìa. Con zombie gì mà bốn tay vậy? Ê, what the? Why? Chạy. Zombie máu. Ui, bốn tay kìa. Holy. Con zombie nó bốn tay lần các bạn. Ơi, tao ăn thịt cái đã. Từ, sao mày đi lẹ vậy? No, cứu tao sói.
Bây giờ mình phải làm thêm đuốc cái đã các bạn ơi. Bắt đầu mình thấy ớn ớn rồi đó. Ui con sói của mình hên quá nó còn sống. Mà phỏng tưởng mày chết rồi chứ. Ui ghê quá các bạn ơi. Đâu ra zombie mà bốn tay. Vãi, lần đầu tiên mình thấy một con zombie mà bốn tay á. Mà nó chạy nhanh vãi cái trưởng. Kì kì trên kia có một con gì kìa. Mình không thấy rõ, tối quá. Nhưng mà mình thấy có một cái con gì đó. Wow, từ từ. Hên là mình keep inventory rồi đó. Chứ không là mình mất hết đồ luôn rồi các bạn. Wow, dưới đây mình thấy bắt đầu nó có cái gì đó. Nó tối mà nó u ám mà sao á. Ok kìa, con zombie bốn tay kìa. Mình sẽ xử lý nó, mình sẽ trả thù hồi nãy. Mình có con sói mà lần này có một mình nó đúng không? Ok, có một mình nó. Mày tới đây. Ta-da. Tới đây. What? Cái gì vậy? Chạy. Ủa, ở đâu ra mấy con đó vậy? No, what the? Trời. Chết rồi các bạn ơi. Ui, cái bàn tay này nó điên. What? Con Ripper biết đi, có tay luôn. Trời ơi. Cái gì vậy? Con Ripper biết đi, có tay kìa. Ui, có hai con sói luôn các bạn. Mình có hai con sói luôn. Oh yeah. Mày nè, ơi nó nổ. Chết sói. Sói mày ngu vậy, mày không cắn nó. Chạy. What the shit, man? Holy man. Wow, ghê quá các bạn ơi. Wow, từ. Ok, hình như mình đang tới ở mấy cái đốt ngón tay rồi đó mày. Quay, con nhện. Mày cắn tao hả? Cắn nào, bứt đó. Mày nè, đánh tao hả mày, con nhện ngu. Mày có biết anh em tao đây đâu không? Ê, đằng kia có cái rương kìa. Mình mới thấy đằng kia có rương. Đúng rồi, có cái rương. Yes. Coi có cái gì đây. Từ, xung quanh coi có con nào ám sát mình không. Ý, đằng đây có đuốc nữa nè. Ui, nó có thịt nè, thịt nướng luôn. Ok, có thịt nướng. Ui, đằng đây là cái cây. Cái cây gì đây? Wow. Cái kiếm vải kìa các bạn. Wow, cây kiếm này đẹp lắm các bạn. Các bạn nhìn nè, cây kiếm nè. Wow, nó có một cái luồng lửa xung quanh nè. Ghê chưa? Vãi thật. Đầu tiên mình thấy một cái kiếm như vậy á. Bây giờ mình đang rất là... Chuyển góc này đi. Góc kia mình thấy ớn quá. Mình có cung rồi đúng không? Mình có cung mà, sao mình lại sợ tụi nó? Này hả, skeleton. Mày nè. Tới đây. Ok, lấm. Oh yeah. Bây giờ thì mình sẽ đi khám phá mấy cái ngón tay cái đã. Bây giờ trời tối rồi. Ui này các bạn nè. Các bạn nhìn nè. Con Ripper này nó có chân, có tay luôn các bạn. Đó, các bạn không? Nó đi kìa. What? Ui, hình như cái con zombie này. Ui, đúng rồi. What the? Shit, chạy. Run. Con phù thủy nữa. Hình như là cái con zombie máu. Nó tạo ra được mấy cái con zombie kia các bạn. Ơ chết rồi, mình dính độc rồi. Trời ơi, xong rồi, tẩu lẹ. Tẩu lẹ, chạy đi, đừng đánh nữa. Con zombie máu nó tạo ra mấy con zombie kia. Chạy rất là lẹ. Ui, đừng chết. Oh, what the? Sao có cái chỗ này nó bị cháy các bạn? Đây nè, cháy quá trời luôn rồi bay không? Cây nó cháy kìa. Bây giờ mình thấy ớn ớn rồi đó, thôi đi. Mấy con sói của mình không biết đâu nữa. Ui. Cái con đó là giống con Ripper nhưng mà nó đâu phải Ripper đâu Phong. Nó rất là giống Ripper, mà Ripper làm gì có chân có tay. Chắc hai con sói của mình chắc chết rồi. Ok, may nè. Chắc hồi nãy bị cái con này nó nổ chết rồi. Con này nó nổ kinh quá. Wow, đi chỗ khác. Lùi ra, cút ra. Ui, nó rớt ở cái gì kìa. Wow, nó rớt ra Nether Star. Ui, nó rớt ra Nether Star cho mình nè. Ơi, sao mình có hai quả trứng? Quả trứng gì đây? Để mình thử coi. Ủa, hai quả trứng là quả trứng gì? Quả trứng giống của zombie vậy. What? No. Thì ra là quả trứng này của zombie. À, thì ra là zombie à. Tao không sợ mày đâu. Thôi, tao sợ mày lắm. Chạy. Thôi, bỏ đi. Mình không có muốn gây sự với mấy con này. Nè, cái con zombie, có con zombie máu này nè. Nó sẽ tạo ra mấy cái con zombie kia. Chạy rất là lẹ. Chết rồi, trời mưa rồi. Chết rồi, đó nó tạo ra kìa. Thôi đi. Bây giờ mình cũng không biết mình đang đi đâu luôn các bạn. À, tụi bay cút ra đi. Ủa Phong, đừng có chết nữa. Chạy. Ui, cái con zombie đó. Cái con zombie không à. Ui, có ánh sáng rồi. Mày quá. Có ánh sáng rồi. Ủa, lửa nữa hả? Ủa, khoan, từ từ. Ê. Có lửa kìa các bạn. Ơi mình cắm lên này cho từ. À con zombie. Ui. Tao sẽ lấy kiếm. Ui cái con gì nó bắn vậy? What the? Rồi xong rồi. No. Chạy. Oh my god, xong mình đi lại cái đám lửa đó, cái tự nhiên đâu ra quá trường zombie gì trời. What the hell? Wow, từ. Ây da. Từ. Lửa này là sao? Sao tự nhiên mình đi lại cái đám lửa này có quá trường zombie. Ui nó bắn trứng kìa. Ui nó chọi trứng. À. Thì ra là nó chọi trứng, nó tạo ra mấy con này. Chạy.
Chết rồi, giờ sao đây? Đậu phộng, khó vậy? Khó vậy sao chơi? Thôi ra biển luôn. Tao đi đây. Tạm biệt tụi mày. Bơ. Mình đang rất là sợ luôn các bạn. Đó, đằng kia có anh Ripper kìa. Không phải Ripper mà nó là cái loài gì á, chứ không phải Ripper nữa. Bây giờ mình đang rất là sợ rồi, nhưng mà mình đang muốn khám phá. Đừng có nổ. Mình đang muốn khám phá cái chỗ lửa hồi nãy là cái gì mà tại sao nó lại xuất hiện zombie nhiều đến như vậy. Mình đang muốn khám phá mà tụi zombie nó xuất hiện đây nhiều quá. Bây giờ phải làm sao đây? Ủa rồi, chỗ đó rồi. Cái chỗ lửa rồi. Cái con zombie khốn kiếp kia nó cứ chọi. Oh my god. Đằng đây nó có một cái gì này các bạn. Ngu nè. Chạy. Đằng đây có cái nút. Để mình bấm vô cái nút đó coi làm sao. Cái con zombie bự kia là nó chọi trứng. Rớt ra mấy con zombie con. Nani? Oh my god, Hairai. Wow. Chạy. Hairai kìa. Các bạn mới thấy không? Wow, đúng rồi, Hairai kìa. Ủa sao mày không đánh tụi nó mà đánh tao? Ôi, Hairai nó bị cháy kìa. Đâu không? Mày bị sao vậy? Con Hairai ngu kìa. Đi ra. Oh my god, no. Oh shit. Mấy anh zombie, mấy anh thai, mấy anh ơi. Oh shit, cháy kìa. Ủa, sao nó mình bấm? Ok, Hairai đúng rồi, mà sao Hairai nó ngu vậy? Nó bị dướng lửa. Oh, what the hell? Sao mình chết ghiết kìa trời? What? Bực mình rồi nha. Zombie đâu mà what trời, không biết. Mình đang muốn khám phá cái con Hairai kia mà sao tụi nó cứ làm phiền mình vậy trời. Thiệt chứ. Từ từ, hình như Hairai đó bị ngu. Kìa, Hairai nó đi kìa. Dí theo nó. Mình muốn biết cái con Hairai này nó như thế nào. Sao mấy con zombie này nó cũng biết mình như thế nào hay sao, nó cứ đi theo mình hoài. Mình mới thấy con Hairai mà. Mình mới thấy luôn các bạn, mình mới thấy nó đi luôn á. Oh my, rồi xong. Xong tôi rồi, sao mà cứ ở đây hoài vậy mấy bạn. Mấy bạn cứ chọi tôi hoài. Còn, búp, Hairai đâu? Xuất hiện đi. Đánh tụi nó đi. Hay đánh tao đi nè. Ôi, bỏ đi. Hairai như shit. Không có làm được cái gì hết á. Tưởng Hairai đánh mình hay là đánh mấy thằng kia chứ ai về đâu. Nó đứng đó nó cho lửa đốt chơi vậy á. Hairai gì ngu vãi. Thôi. Ok, thoát rồi. Mừng quá. Ngon một ngón tay rồi đó. Ngón tay này kinh vãi, ngón tay rồi zombie với Hairai không. Bây giờ mình đổi ngón tay khác thì bên đây bên kia có một ngón tay nữa kìa. Ăn miếng thịt vô cho nó khỏe tí coi. Bây giờ mình đang rất là sợ. Mình còn hai quả trứng của con gì luôn kìa. Mà mình có Nether Star nữa. Nether Star này đâu có làm được gì đâu. Mình có hai quả trứng của zombie nữa các bạn. Oh my god. Bây giờ thì mình đây chúng ta đã được gớt cái này trứng nè. Ok, lẩm. Chúng ta đang đi tới đó là cái ngón tay tiếp theo, kế ngón tay bên kia. Chúng ta chỉ cần đi thẳng qua bên kia là sẽ thấy tiếp tục một ngón tay khác nữa. Tại vì trên một bàn tay rồi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi khám phá coi ở đây có cái gì không. Ba. Ở đây yên bình hơn là bên kia ha. What? Cái gì vậy? Uầy. Từ. Này lần nào đây? Có người trong đây nè. Hello. Hết hồn nó quay qua nhìn mình chứ. Ở đây nó ghi à. Hãy tránh xa chỗ này. Tại sao tôi phải tránh xa chỗ này? Lạ thì tại sao ông này ông kêu tránh xa ta? Ông này ông xạo thì chứ có gì đâu mà tránh xa. Mình coi. Bên đây có nút đúng không? Ok, có cái nút kìa. Ok, có cái nút thì là cái gì? What the chạy. Con Wither hàng gì nó kêu là tránh xa chỗ này, chết rồi. Ông nó sao sống được. Ok, nó còn sống được kìa. Quái thật. Oh my god, no. Wow. Thực sự là sống ở trong một cái bàn tay á, rất là khó. Rất khó luôn, mình đang rất là sợ luôn á. Đâu ra Wither ở đây nó không biết. Vãi thật, mình không hiểu được tại sao có một. Trời tối rồi kìa. Trời tối là Wither nó đang ở đây á. Rồi, mình đâu có đồ đâu, mình đánh lại nó. Ủa nó đâu rồi ta? Nó đi đâu rồi? Nó không có đây. Thôi mình sẽ qua bên kia. Hiện tên rồi kìa. Hiện tên nó rồi kìa. Chết rồi, hiện tên nó rồi. Nó rồi. Thôi bỏ đi. Mình sẽ đi qua bên cái ngón tay bên kia tiếp theo coi có cái gì không. Cha, cái kiếm cùi, kiếm không làm gì hết á, nhìn đẹp đẹp thôi chứ không có làm được gì hết các bạn.
Mình tưởng là kiếm này phải chưởng cái lửa hay gì hay nó ngầu ngầu, mà cuối cùng kiếm cùi. Wow, mình bị hành đó các bạn, biết là mình chết bao nhiêu lần hãy comment ở dưới. Thật sự bây giờ nãy giờ mình chết hơi nhiều á. Nào là Herobrine giết mình nè, rồi nào là zombie nè, nào là Wither nè, đủ thứ hết. Bây giờ mình đã qua ngón tay, ủa ngón tay tiếp theo chưa? Đúng rồi, ngón tay tiếp theo đúng không? Ờ đúng rồi. Khoảng cách giữa bên kia và bên kia các bạn sẽ thấy rõ là ở đây là ngón tay nè, đi thẳng tới là ngón tay nè. Và đang đi trên một ngón tay. Và không biết là điều gì sẽ xảy ra đây. Có gì không ta? Trời tối mà cái Nether Star này thì mình cũng không biết sử dụng làm sao hết. Thà mình biết cái Nether Star này nè, nó có sử dụng làm cái gì á thì cũng đỡ. Ồ, ồ, nữa, cái gì nữa đây, cái gì nữa đây? Sao lại có cái nhà bedrock ở đây nữa? Wow, khoan từ từ, đi xung quanh coi. Sao lại có cái nhà bedrock ở đây? Oh, wow, 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 từ từ, từ. Chạy đi, đừng ở lại. Gì nữa đây? Chạy đi là sao? Có vấn đề gì hả? Hả? Có vấn đề gì hả? Mày, 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 thôi, thôi, thà đi. Ồ, có cái nút nữa kìa. Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Let's go, what? Wow, Ender Dragon. Ender Dragon, ơi chạy đâu vậy mày? Solo mày, chạy hả? Hay không, Ender Dragon nó gặp mình nó chỉ biết bỏ chạy thôi chứ nó có làm được gì đâu. Nó sợ liền, gặp mình là nó chạy liền. Ủa mình đi đâu rồi? No, Ender Dragon. Đúng rồi, vẫn còn tên đó mà. Ender Dragon mày đi đâu, mày hãy quay trở lại đây đi. Solo với tao nè. Chấp 10 con rồng như mày luôn á. Thực ra là do mình nó bay đi rồi mình mới dám nói gì chứ nó ở lại sao dám nói vậy. Một mình nó rủ hắt mình sắp chết rồi. Nãy mày thấy nó đánh mình xém chết không? Wow, nguy hiểm quá, nguy hiểm á. Thôi, thôi, đi, 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 đi. Ôi, hình như đằng kia kìa, đằng kia. Ôi, nó đằng kia kìa. Nó đằng kia kìa. Đúng rồi, nó đằng kia. Quay. Wow, 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 wow. Làm cái gì mày ủi tao vậy? Oh my god. Ôi, nó đang làm gì vậy? Hay từ từ. Sao của mình nó bị giật giật ta? Nó rồi, nó rồi. Nó kìa, nó kìa, nó kìa, phải không? Ok, nó kìa, nó kìa. Ôi, từng nó ủi, coi chừng nó ủi, coi chừng nó ủi. Mày hả, Ender Dragon. Mày nè rồi. Mày nè, ui sao nó giật giật vậy ta? Ok, mình sẽ đứng ở đây, đó rồi. Nó kìa, nó kìa, nó kìa. Nó sẽ bay lại đây tiếp thôi. Yên tâm, nó sẽ bay lại đây tiếp. Nó rồi. Dragon. Solo mày. À, mày đâu rồi, solo mày. Solo, ui. Ui, không làm gì được hết các bạn ơi. Ui, con này nó miễn cung luôn kìa. Wow, mày. Giết nó. Yeah, nó không làm gì rồi. Nó không làm gì được mình đâu. Ok, ủa nó la lớn quá. Nó la lớn quá các bạn. Oh my god, mình đã giết được Ender Dragon. Mình sẽ giết được Ender Dragon thôi. Ok, nó bị dính ở đây luôn rồi. Ủa mà sao cung mình bắn được ta? Mày, nè, cung mình bắn được. Mày có làm gì được tao đâu mà mày la với hét hả? Mày cứ la, ui nó bay rồi. He he, mình sẽ giết Ender Dragon cho các bạn xem. Ok, nhưng mà phải néo chỗ này ra đã, nó ủi á. Ủi là chết, nguy hiểm lắm. Ok, được rồi. Nhìn lên. Rồi, mày tới đây, anh sẽ giết mày. Mày nè, wow, cái con Ender Dragon các bạn ơi, cái con Ender Dragon. Mày nè, cái con Skeleton á. Ok, Ender Dragon chắc nó sẽ xuất hiện ở đây quá. Mình đang đứng ở một cái đường hầm của nó. Bây giờ mình sẽ đợi nó xuống. Ok, đợi nó xuống, cắm đuốc cho nó sáng. Nó rồi. Chúng ta sẽ đợi nó cho các bạn. Có thể nó kìa. Ok, ui. Wow. Nó khè nó. Đấm nó nè. Mày nè, đấm nó. Cố lên, mình sắp giết được Ender Dragon rồi. Cố lên, sắp giết được nó rồi. Yeah. Holy man, mình giết được Ender Dragon luôn rồi. Wow. Từ. Oh my god. Ui. Kinh nghiệm. Lấm. Ôi nó chết rồi. Oh yeah. Wow, các bạn thấy chưa? Ender Dragon nó cũng nguy hiểm vãi. Ui nó ủi chỗ này, hên là nó không có cái chỗ của nó cho nên nó không có thể nào giết được mình. Nó chỉ ủi thôi các bạn. Oh wow. Đã thiệt. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này và các bạn thấy như thế nào? Sống ở trong một cái bàn tay đâu có dễ đâu các bạn. Nó rất là nhiều thứ và mình phải chiến đấu rất là khó khăn và mình đã giết được Ender Dragon. Đó là điều rất là hay. Và đối với các bạn mình chết bao nhiêu lần hãy comment ở dưới. Ok, và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.